Tiêu chuẩn đánh giá sự thông minh của những nhà lãnh đạo hiện đại. Và những người thông minh thì họ sẽ luôn có những cái quyết định thông minh. Và đó là cái cách mà để chúng ta trở nên hoàn hảo trong mắt của người khác. Và tất nhiên có những người thì họ sinh ra đã có vốn dĩ cái sự thông minh. Nhưng cái điều quan trọng hơn đó chính là sự nỗ lực của chúng ta. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ với chúng ta về những cái bí kíp làm thế nào để chúng ta trở thành người thông minh hơn. Người thông minh thì biết rằng mọi hành động đều có hậu quả của nó. Họ cũng hiểu rằng mỗi một quyết định mình đưa ra đều phải đem lại những cái kết quả tốt đẹp. Nói cách khác, chỉ một vài thành tựu thì không đủ làm bạn trở nên toàn năng. Và hãy kiên trì và đưa ra những cái quyết định đúng đắn, có tính kỷ luật và sự tập trung. Từ những bước đi đầu tiên cho đến khi kết thúc, cách để chúng ta học hỏi những bài học chính là thử và sai lầm. Chúng ta luôn phạm sai lầm vì đó là cách để chúng ta học hỏi. Ông bà ta thường nói, thất bại là mẹ của thành công. Người thông minh học hỏi và đứng lên từ chính những thất bại của chính mình. Nếu bạn không dám đối mặt với thực tế và tự đánh giá chính mình, bạn sẽ không bao giờ làm tốt hơn trong những cái lần tiếp theo. Có cái câu như thế này, những người nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ thì luôn gây phiền nhiễu cho chúng ta. Đó là một câu nói vui nhưng nói theo một cách nghiêm túc, đôi lúc chúng ta thật sự khó chịu với những người như vậy. Hành động tỏ ra mình biết tất cả mọi thứ không làm bạn trở nên thông minh hơn trong mắt của người khác, bởi mỗi người đều có cái chuyên môn của mình. Hãy học một cách khiêm tốn và đánh giá đúng năng lực của bản thân, tự tin mà không tự ti. Bởi chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Steve Jobs là một trong những người kiệt xuất, nhưng ông không làm việc một mình và luôn đảm bảo đội ngũ lãnh đạo của ông là những người tài năng nhất, và ông cũng dạy họ như vậy. Đó là một cách thông minh, không ai trong chúng ta có thể đứng độc lập một mình. Chúng ta cần kết nối và giao tiếp, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ những người xung quanh, bởi chúng ta không ai là hoàn hảo cả. Những người thông minh thì thường rất dễ thích nghi và sáng tạo hơn trong cách sử dụng môi trường xung quanh để giúp họ đạt được một kết quả tốt nhất. Việc dễ dàng thích nghi trong nhiều môi trường sống, nhiều môi trường làm việc chính là một lợi thế và là một kỹ năng mà chúng ta cần phải học hỏi. Nhiều người thông minh luôn giữ những cái nền tảng của họ như thể họ sống phụ thuộc vào nó. Cho dù mọi người đưa ra những cái bằng chứng không thể chối cãi rằng là họ sai. Đương nhiên, bảo thủ quá không phải là cách hay, nhưng bạn cần phải giữ chính kiến của riêng mình. Nếu không có một cái tư duy phê phán, lập luận logic, quan hệ nhân quả và phương pháp khoa học, bạn không thể nào trở thành thông minh được. Chúng ta đang sống trong môi trường hiện đại của những cái trào lưu và giả khoa học. Không có gì chân thực hơn khi hiện tượng này được tái hiện rất rõ ràng trong bộ phim hài viễn tưởng Idiocracy của đạo diễn Mike Jagger. Trang Urban Dictionary gọi đây là một bộ phim ban đầu là hài hước, nhưng theo thời gian nó trở thành bộ phim tài liệu. Do đó, người thông minh không sống chạy theo những cái trào lưu vô bổ. Chúng ta thường sống phung phí khi còn tuổi trẻ. Nhưng một khi đã đạt được những thành tựu lớn mà không muốn để mất nó, bạn phải học cách sống đúng với khả năng của mình để không bị lãng phí vào những thứ mà không cần thiết. Mỗi chúng ta đều có ít nhất một điểm mù khiến mình bị ám ảnh, bị chi phối và mất tập trung. Đôi khi thứ bạn giỏi nhất có thể lại là chính điểm yếu khiến bạn bị đánh bại. Người thông minh hiểu rằng ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Quan trọng là bạn phải biết phát huy điểm mạnh và khắc phục, cũng như đi lên từ những điểm yếu như thế nào. Xét đến cùng thì sự thành công trong kinh doanh thì thông minh thôi là chưa đủ. Chúng ta không đề cập đến những kẻ lừa bịp, thiếu trung thực hoặc ai đó giàu lên chỉ bằng một thương vụ khôn ngoan duy nhất. Tuy nhiên, để xây dựng và điều hành một doanh nghiệp thành công trong một cái thời gian dài thì bạn hãy là người thông minh và cố gắng giữ vững cái sự phong độ đó của chính bản thân mình, thì sự thành công nó sẽ đến với bạn một cách trường tồn. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi đoạn video clip trên kênh YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Xin chào và hẹn gặp lại.